lại bắt đầu đi bán. Đi cho họ lên khăn ngồi. Ừ. Chu pa. Chỉ mong hôm nay tua duyên dáng khoai à. Thấy ông bà đây có mắt kính của Vic. Để mà bố có lương mua tặng ông một cái. Đưa táo với lại đưa đào với lại mận tới cho em này cả nhà. Hôm qua là em bán hết hàng rồi, ba chồng em đi lấy một lần nữa nhưng mà cũng bán hết rồi cả nhà. Đào buổi tối người ta tới ghé người ta lấy hết trơn luôn rồi. Nên là sáng nay á em điện cho bên vườn á kêu nhờ họ giao ra giùm nè. Để em khỏi phải chạy vào vườn đó cả nhà, đỡ mất công hơn. Sáng nay em kêu bên vườn á chở ra cho em 30 kg táo với lại khoảng 20 kg đào nữa cả nhà. Thêm 5 kg mận tây nữa. Tại hôm qua thấy bán mận tây bán cũng được á, vơi rồi còn có mấy trái à nên là lấy thêm. Nói chung là có 2-3 loại trái cây á để cho người ta lựa chọn nó cũng hay cả nhà.
đó chứ mẹ. Mẹ, có hồi xưa. Nào, cháu chú vô trong một. Nhanh khơi, nhanh khơi. Người gặp khơi. Anh khách này là từ lúc sáng là đến sớm nè, hỏi mua nhưng mà em chưa chờ chưa chờ Hiện tại là có táo nè, có đào nè, có mạnh tây, với lại mạnh tây thì em lấy một ít gì đó, có ai hỏi thì người ta tới mua. Giờ xuống dưới kia một chút xíu cả nhà, sợ chút xíu người ta tới xét đó, tầm 10 giờ là người ta tới xét rồi. Nè, xếp xuống dưới cái khẩu như này không có người. Hello,
không nữa, cái nào cũng có người. Trên đó nó có nhiều người. Xuống cái này thấy được có mấy người à. Trên đó người mới đông mới có nhà. Tại người ta đi siêu thị này nọ, người ta quẹo vô dễ. Chạy xuống đây cái không có ai luôn. Em vừa sợ là không có ai mua chỗ này cả nhà, nhưng mà hên quá vừa nói xong là có khách vô liền luôn á. Bởi vậy ta nói trộm vía ghê luôn. Chắc chỗ bán chỉ là một phần thôi, còn cái duyên bán hàng của mình nữa đúng không cả nhà. Nếu mà thật sự có duyên bán hàng á thì đứng chỗ nào cũng bán được đúng không. Hy vọng là như vậy luôn á, em tự an ủi mình như vậy luôn đó cả nhà. Tại vì giờ không có chỗ nào đứng hết. Cái chỗ này á thì hồi bữa có người đứng nè, nhưng mà bữa nay á hên sao mà người ta không có đứng nên là em tấp vô đây luôn. Cũng muốn có một cái chỗ để cố định như vậy nè, chứ không có muốn dời đi dời lại nữa. Ngày nào cũng thấy ông ba thấp tha thấp thỏm đi ra đi vô ngó nghiêng, sợ người ta tới dí chạy không kịp á cả nhà. À, chú đưa bà lái chung quyền. Lý do là chút thế với cái nhẹ, lý do chị chiên. Con trai đã hình xin xe. À, chú sợ khờ thiến. Lượng khách trong một ngày á, thì em không có thể quay hết được á cả nhà, nên là đôi lúc em chỉ quay được một đoạn nào đó thôi. Còn trái cây á, thì ở vườn á, ngày nào sáng nào người ta cũng sẽ đem tới cho em không cần phải đi vườn nữa cả nhà. Giờ cứ alo là sáng người ta xách ra cho em vài chục cân vậy đó. Như bạn có sữa, hãy dụ cho cô trứng khoai. Như bạn 32 39 139. Ông ba đi chạy xe của em xuống, tại xe này em đậu trên đó cả nhà. Sáng giờ bán được gần trăm tư tệ rồi cả nhà. Biết tính để tí về tính tiền lời coi lời được nhiêu rồi. Lúc này á là gần 11 giờ rồi nè cả nhà, nên là cũng hơi nắng nắng một chút, nên là cũng ít người ra đường lắm. Với lại á, em giặt trôi xuống dưới khúc này á, cho nên là cũng ít ai để ý lắm nè. Không biết là như thế nào đây. Bình thường á thì buổi sáng á, từ tầm 9 giờ 9 giờ mấy buổi sáng thì em mới ra bán. Bán đến tầm 11 giờ hơn 11 rưỡi á, nắng lên là em đi về à. Có nghĩa buổi sáng là em bán tầm 2 tiếng, xong buổi chiều á mà không có làm gì, buổi chiều mà có thời gian á là em cũng sẽ chạy ra bán. Tầm 5 giờ rưỡi, 6 giờ chiều gì đó em ra bán một lúc, đến 7-8 giờ em về cả nhà. Lúc chưa đi bán á thì bình thường em cũng đã rất là bận rồi, mà dạo này đi bán á cả nhà, bận ít mười luôn. Kiểu như là cả ngày cứ ở ngoài đường vậy nè, đâu có thời gian ở nhà đâu. Buổi trưa á thì hôm nào mà có khách nhiều á thì em bán tới tận 12 giờ em mới về. Giống như hôm nay nè, định về rồi á mà khách người ta lại tấp vô, nên là lại ráng đứng bán thêm một lúc nữa. Bán được bán riết là thấy ham dữ lắm cả nhà. Let's go.
giờ đi về cả nhà, dọn hàng về thôi. Cũng còn người nhưng mà nắng quá thôi đi về. Về cả nhà ơi, hôm nay bán tính đến 12 giờ trưa mình thấy nắng quá. Nó加油！Giờ đi ăn ấu nghỉ ngơi mặc mất.